Vâng, Nhật Phan Công xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn. Thì sau quãng thời gian phụ giúp gia đình thu hoạch nông sản, thì hôm nay công việc cũng đã khá là ổn định. Thì em lại tiếp tục đi quay và giới thiệu đến quý anh chị một lô đất có tổng diện tích là 2,2 hectare quý anh chị nhé. Và lô đất mà hôm nay em muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị, thì nếu quý anh chị đã theo dõi kênh của em thì cũng đã từng xem qua cái video giới thiệu về cái mảnh đất này. Thì hồi trước cái giá chủ nhà đang đưa ra là 3 tỷ 200 triệu, thì bây giờ đã giảm sâu xuống, đã giảm xuống thêm 400 triệu quý anh chị ạ. Và bây giờ giá của chủ nhà đang đưa ra là 2 tỷ 800 triệu, có bớt lộc cho quý anh chị nhé. Và đây là cái con đường trung tâm của xã Năm Đời Giang nha quý anh chị, con đường tỉnh lộ 6. Cái hướng em đang quay sẽ đi ra quốc lộ 14A quý anh chị nhé. Và cái hướng ngược lại này quý anh chị này là trung tâm trường chợ ủy ban của xã Năm Đời Giang luôn quý anh chị. Và trước màn hình của quý anh chị là ủy ban của xã Năm Đời Giang nhé. Và từ cái con đường nhựa tỉnh lộ 6 này, theo cái hướng đường nhựa rẽ bên tay phải này quý anh chị này, là mình sẽ đi theo cái trục đường này rơi vào tầm khoảng 5 km nha quý anh chị. 5 km là mình sẽ tới một con đường đất. Và từ cái trục đường đất đó đi vào cái mảnh đất của mình thì rơi vào tầm khoảng 1,5 km nữa quý anh chị nhé. Đây, từ cái trục đường nhựa này sẽ bắt đầu đi vào cái con đường đất để vào mảnh đất của mình nha quý anh chị. Và cái con đường đất này là con đường liên thông quý anh chị nhé, đường xá rất là thuận tiện này. Cái mặt đường của mình thì rộng tới 6 đến 7 mét luôn quý anh chị ạ. Nên xe, tất cả các dòng xe đều di chuyển rất là dễ dàng. Từ cái mặt đường nhựa di chuyển theo cái con đường đất này vào tới cái mảnh đất của mình chỉ rơi vào tầm khoảng 1,5 km thôi quý anh chị nhé. Đường xá rất là bằng, đi rất là thuận tiện luôn quý anh chị ạ. Và đây là cái mặt tiền đường mảnh đất của mình nha quý anh chị. Mảnh đất của mình thì nằm ngay khu đông dân cư luôn quý anh chị nhé. Và cái trục đường này thì đã có dự án được đổ nhựa nha quý anh chị. Cái mặt tiền đường của mảnh đất của mình thì rơi vào tầm khoảng 70 mét quý anh chị nhé. Và nối liền từ đây nha quý anh chị. Phía bên này thì gia chủ cũng làm một cái con đường để đi từ trên cái mặt tiền đường để đi xuống cuối cái mảnh đất của mình luôn quý anh chị nhé. Và đi sang phía bên này thì cũng có một cái con đường nữa quý anh chị ạ. Em sẽ di chuyển tới để quay rõ ràng cho quý anh chị xem nhé. Khu này dân cư hiện hữu khá là đông đúc quý anh chị ạ. Và cái hướng mảnh đất của mình tương đối là khuất gió quý anh chị nhé. Trên đất thì gia chủ có trồng cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và mắc ca nha quý anh chị. Tất cả các cái cây trồng trên cái mảnh đất của mình thì đã bước vào thu hoạch rồi quý anh chị ạ. Chỉ còn sầu riêng là trồng được năm thứ 3 rồi quý anh chị nhé. Sầu riêng trồng năm thứ 3. Còn lại tất cả các cái cây trồng trên mảnh đất của mình đã bước vào thu hoạch chính. Và cái nguồn thu của mảnh đất khá là cao luôn quý anh chị nhé. Cái mặt tiền đường của mình rơi vào tầm khoảng 70 mét nha quý anh chị. Thì trên đất đã có một cái căn nhà cấp 4. Căn nhà này thì tí nữa em sẽ vào quay cho quý anh chị xem. Căn nhà thì nếu hai vợ chồng ở riêng mới cưới vào dọn vào ở cũng khá là thuận tiện quý anh chị ạ. Con đường kéo đến đây nha quý anh chị. Mặt tiền đường của gia chủ. Thì cái đường đi xuống đến cuối cái mảnh đất của mình thì rất là thuận tiện luôn quý anh chị này. Một bên thì gia chủ đã đổ mặt tiền, đổ cái từ cái mặt tiền đường của mình để đi xuống suối thì gia chủ đã đổ bê tông rồi quý anh chị nhé. Và em sẽ quay sơ cái cây trồng trên mảnh đất của mình và sơ lược cho quý anh chị xem. Trên đất thì có hơn 300 cây mắc ca đã bước vào thu hoạch chính nha quý anh chị nhé. Và có tổng cộng là gần 1.000 trụ tiêu. Tiêu thì hoàn toàn được trồng trên trụ gỗ như thế này quý anh chị ạ. Và có khoảng 6 đến 700 cây cà phê cũng đang cho thu hoạch chính nha quý anh chị. Cây mắc ca này thì đã thu chính năm thứ 2 và thời điểm bây giờ đang cho ra bông nha quý anh chị nhé. Cái mảnh đất của mình đây thì tọa lạc tại thôn Bùng Binh, xã Năm Đời Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nha quý anh chị. Và từ cái mặt tiền của cái mảnh đất này cũng như cái mảnh vườn này di chuyển ra trung tâm xã Năm Đời Giang thì rơi vào tầm khoảng 7 km quý anh chị nhé. Và cách trung tâm chợ cũng như trường học cấp 123 thì rơi vào tầm khoảng 8 km quý anh chị ạ. Từ cái mảnh đất này để đi ra trung tâm xã Năm Đời Giang rất là thuận tiện luôn quý anh chị ạ.
Và cái mảnh vườn này thì có thể làm nhà vườn được quý anh chị nhé. Xung quanh dân cư rất là đông. Hiện tại thì gia chủ đã thu hoạch hết tiêu rồi quý anh chị nhé. Với tổng diện tích của mảnh đất này ở trên sổ đỏ đã có sẵn nha quý anh chị. Sổ đỏ là 2,2 hecta và cái diện tích thực theo như địa chính đo ở bên ngoài của mảnh đất là 2,6 hecta quý anh chị nhé. Thì giá của chủ nhà mong muốn ra thời điểm hiện tại cho mảnh đất của mình là 2 tỷ 800 triệu, có bất lộc cho quý anh chị mua cái mảnh đất này. Cái số lượng mắc ca trên mảnh đất thì rơi vào tầm khoảng hơn 300 cây nha quý anh chị. Thì mắc ca đã bắt đầu cho thu trái năm thứ hai. Và cái giá cả của cây mắc ca này theo thời điểm hiện tại thì đang khá là cao quý anh chị ạ. Sầu riêng có một số thì gia chủ trồng năm thứ hai quý anh chị nhé. Và còn lại thì hầu như là năm thứ ba. Do không có điều kiện chăm sóc cái mảnh đất này nên chủ nhà muốn sang nhượng lại. Cho quý anh chị nào muốn chuyển đổi để làm nông nghiệp cũng như có một mảnh đất vừa có thể làm nhà ở vừa canh tác được vườn rẫy nha quý anh chị nhé. Cái mảnh đất của mình thì thế đất tương đối là vuông quý anh chị ạ, và chất đất đỏ ba gian. Và cái tình trạng đất của mình thì phía trên này rơi vào tầm khoảng 1,5 hecta là tương đối là bằng quý anh chị nhé. Còn lại ở phía bên dưới khoảng rơi vào tầm khoảng hơn 1 hecta 2, 1 hecta 3. Thì có hơi thoải nhẹ một tí nha quý anh chị. Và trên đất quý anh chị này đã có điện nước đầy đủ và có một căn nhà cấp 4. Căn nhà này chỉ cần sửa sơ lại thôi là cũng có thể ở được nha quý anh chị nhé. Cái nhà này thì gia chủ làm chủ yếu để cho công nhân hoặc là người nhà thỉnh thoảng vào làm nương rẫy có thể trú nắng mưa được quý anh chị ạ. Ở trên đất thì có một cái khoảng sân rất là rộng, rơi vào tầm khoảng 200 m² nha quý anh chị nhé. Để cho mình có thể thu hoạch nông sản cũng như là có thể phơi ở trên cái mảnh đất này nha quý anh chị. Cái con đường phía bên này quý anh chị này là gia chủ đã làm cũng như cái con đường phía bên đối diện của mảnh đất luôn quý anh chị nhé. Và phía bên dưới thì gia chủ đã đổ đường bê tông rơi vào tầm khoảng 1 mét quý anh chị ạ. Cái chiều ngang của cái mặt đường bê tông rơi tầm 1 mét để cho xe cơ giới có thể di chuyển dễ dàng ở trên cái đầu đỉnh rẫy của mình để xuống dưới nha quý anh chị nhé. Cái giống cà phê này thì gia chủ trồng giống cà phê mới quý anh chị ạ, nên cái năng suất cũng khá là cao. Và đặc biệt trên cái mảnh đất của mình thì có cái nguồn thu cây mắc ca đã cho thu chính được 300 cây. Và sầu riêng cũng trồng năm thứ 3 rồi. Thì em nghĩ cái mảnh vườn này cũng khá là phù hợp cho quý ấy, cho quý anh chị nào muốn chuyển đổi làm nông nghiệp quý anh chị này. Mảnh vườn đa dạng nguồn thu nhập, gần trung tâm, ngay khu dân cư luôn quý anh chị nhé. Trên đất chủ nhà có trồng rất nhiều loại cây ăn trái luôn quý anh chị ạ. Bơ, mãng cầu, vú sữa hoàng kim, rất nhiều loại luôn quý anh chị. Quý anh chị muốn tìm hiểu hoặc biết thêm thông tin chi tiết về cái mảnh vườn này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số Zalo cũng như là số điện thoại 0345 137 793 hiện thị ở góc trái của màn hình quý anh chị nhé. Quý anh chị đang theo dõi kênh Nhà Đất Phân Công thì hãy nhấn nút đăng ký chia sẻ để em có thể ra nhiều video. Quý anh chị có thể theo dõi lựa chọn cho mình những mảnh đất phù hợp hơn. Em xin trân trọng cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.